Cặp bật cờ lửa cối bowling nha mấy anh. Một cây là của Mỹ, một cây là của Nhật. Anh nào mà sưu tập lấy cả cặp về, sưu tập hai dòng này giữ săn rất là đỉnh nha. Cây này của Mỹ nè. Sách nằm ở dưới kìa, cặp đen 50 ha. Dòng này giữ săn rất là đỉnh nha, tại vì mình chỉ cần một lượng bông, một lượng mà săn chút xíu thôi, nhưng mà giữ săn rất là đỉnh luôn ha. Đó. Cái này của Mỹ. Nguyên cặp, anh nào mà sưu tập á, xúc các cặp, tại ít khi mà có các cặp vậy lắm. Cái này của Mỹ nha. Cái này của Nhật. Cái này chưa lên lửa, cái già còn trinh nè. Cái này chưa lên lửa cho nên là em chỉ xét lửa cho anh coi cái độ nhạy của bánh xe thôi ha. Đó, còn nguyên bụi đá luôn, thấy không? Đó, còn nguyên bụi đá luôn, chưa lên lửa, cái này chưa lên lửa, cái này của Nhật. Anh nào sưu tập thì xúc ha. Nguyên cặp, một cây của Nhật, một cây của Mỹ. Bên sa băng nè. Mọc nổi ha. Nguyên cặp của Nhật. Cây này cũng còn, cây nào cũng còn đẹp hết á. Kích cỡ so với thuốc cho mình dễ hình dung thôi. Đây là gói thuốc nè, so với gói thuốc cho mình dễ hình dung. Đó. Có bô linh ha.